Chơ Minh Cung, hay còn được gọi là Chùa Ông Bổn, tọa lạc tại chợ Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Là một ngôi chùa có diện tích khá khiêm tốn, nhưng sở hữu rất nhiều tượng Phật. Hôm nay, Cường vui vẻ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng toàn thể tăng ni Phật tử hãy theo chân Cường để tham quan Chơ Minh Cung nhé. Chơ Minh Cung nè cả nhà. Thật ra thì Chơ Minh Cung không nằm trong lịch quay video của Cường, nhưng mà vì khi mà mình chạy xe ngang qua thì mình thấy chùa sở hữu rất là nhiều tượng Phật đẹp á, cho nên mình ghé lại mình quay cho cả nhà cùng xem ha. Đây là hai vị hộ pháp Bồ Tát là Vô Lượng Tâm và Đức Nhân Tâm nè mọi người, đứng rất là oai nghiêm ha. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào chùa. Vừa bước vào cổng thì chúng ta thấy có tượng Đức Phật Di Lặc ngồi rất là lớn. Hoan Hỷ Bồ Tát, Hỷ Xả Bồ Tát. Đây là thờ mẹ Quan Âm nè mọi người. Còn đây là một hàng dài các tượng Phật mà được ghi ở trên cái bảng là Trụ Di Hành Bồ Đề. Mời cả nhà cùng xem ha. Còn đây là 18 vị La Hán nè mọi người. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là nơi thờ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, với bên phải là Ngài Maha Ca Diếp và bên trái là Ngài A Nan, hai đại đệ tử của Đức Bổn Sư. Và phía dưới thì có 8 tượng ghi là 8 vị Kiều Trần Như, nhưng mà nếu mà Kiều Trần Như không á thì chỉ có 5 anh em thôi, còn nếu mà tính 4 người bạn đồng hành nữa thì thành ra là 9, nhưng mà mình không hiểu sao ở đây là để là 8. Những vị Phật ở ngoài ngồi lên 12 con giáp á mọi người. Điện Phật Thầy Thích Ca Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Trước điện của Phật Thích Ca thì có hai cột, có hai ông rồng uốn lượn rất là đẹp ha mọi người ha. Đây là tam thế chư Phật nè mọi người. Là có Phật A Di Đà, là Phật quá khứ, rồi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật hiện tại,
và vị Phật tương lai đó là Phật Di Lặc đó mọi người. Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Trong điện Phật Thầy Thích Ca thì có tượng Phật nằm nữa nè mọi người. Tượng này rất là lớn nha. Còn đây là Ngạ A Nan. Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Ngạ A Nan có Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Rồi, chúng ta hãy cùng nhau xem lại toàn bộ điện Phật Thầy Thích Ca nhé mọi người. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quang Thế Âm Bồ Tát. Hình tượng mẹ Quan Âm Bồ Tát cưỡi trên rồng thật sự rất là uy nghiêm ha mọi người. Xung quanh mẹ thì có rất là nhiều vị hộ pháp cũng như là tiểu đồng tử đó mọi người. Còn đây là Diêu Trì Kim Mẫu nè mọi người. Kế bên Diêu Trì Kim Mẫu cũng có hai vị hộ pháp Bồ Tát ha. Còn đây là ba ông Phúc, Lộc, Thọ. Hai vị này là hai vị hộ pháp của ba ông Phúc, Lộc, Thọ mọi người. À, Phước, Lộc, Thọ. Ông Thọ thì cái râu dài ha, và cái tay thì cầm trái đào. Ý nghĩa là ăn đào vô là trường sinh đó mọi người. Còn đây là ông Lộc. Ông Lộc thì tay cầm cái gì bằng ngọc nè. Đây là ông Phước. Ông Phước thì một tay là cầm sao chuỗi và một tay là cầm cái cuốn thiên thư đó mọi người. Đây là một tượng khác của mẹ Quan Thế Âm nha mọi người. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đây là tượng ngựa xích thố của Quang Thánh Đế Quân nè mọi người. Trái phải vào chánh điện của Chơn Minh Cung cũng có hai vị hộ pháp Bồ Tát. Rồi chúng ta cùng nhau đi vào Chơn Minh Cung nha. Trong Chơn Minh Cung thì thờ Quang Thánh Đế Quân và Châu Sương và Quang Bình Bồ Tát nha mọi người.
còn đây là bao công, bao thanh thiên á. Đây là Lê Sơn Thánh Mẫu nha mọi người. Đó, đây chính là bao thanh thiên. Bao thanh thiên mà mình coi phim á mọi người. Đây là Phật Mẹ Mẫu Châu. Đây chính là ông Tơ Bà Nguyệt nè mọi người. Còn đây là Ngũ Công Vương Phật. Đây là ngài Đạt Ma Sư Tổ. Chuyến tham quan Chợ Minh Cung của Cường đến đây là hết. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Cường vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.